sạp nấm. Chợ Vĩnh Tân có vài quầy thực phẩm dành cho người ăn chay với hình thức khá đơn giản mộc mạc, giá cả mềm và quan trọng là không nói thách. Vì đa phần chủ quán là người phương xa, cùng bà con họ hàng tới đây buôn bán cho người địa phương. Lâu ngày lạ thành quen, giữ mối để còn làm ăn lâu dài. Nào là quầy tù hủ làm tại Tư Gia, đối diện shop hoa trái cây của vợ chồng trẻ người Nam Định. Nào là quầy trái cây lương khô chay của cô chủ xinh đẹp người Thái Nguyên. Nào là quầy rau của gia đình người Đà Lạt lúc nào cũng niềm nở tươi cười chào khách. Nào là quầy thực phẩm thích chay mặn đều chạy hàng, đặc biệt có gói bánh chưng ngày Tết. Và ấn tượng nhất là sạp nấm của chị chủ quán có giọng bắc giòn tan đon đả hỉ hả cùng khách. Dù đúng nghĩa sạp, tức là không mái che, không quầy, không shop, bình dân, chỉ với khoảnh đất dĩa hè gần quán cà phê, chiếm khoảng một góc nhỏ chứa đúng chỗ cho chủ sạp ngồi và vài cái rổ tre đựng nấm cùng hai con dao nhỏ nhọn để gọt sạch chân nấm trước khi giao cho khách. Rồi không thể thiếu mớ bọc ni lông đựng nấm. Bên trái chị bán nấm là anh chồng bán chả cá chiên, và bên phải chị bán nấm là chị bán xôi rất thơm. Cứ như vậy, ngày qua ngày, sáng sớm 6 giờ là chị ấy đã có mặt cùng hàng hóa chủ đạo duy nhất là nấm. Tầm 7 giờ, cao tay lắm 8 giờ mà đi chợ là hên xui à. Kể như là sạp nấm đã dọn hàng rồi, nên muốn mua nấm của sạp chị đẹp này á, là tầm từ 6 giờ tới 6 giờ rưỡi có mặt ở chợ là vừa nhăn. Giữa năm 2024 này, giá nấm mua 3 lạng chẳng là 20.000, giảm 1.000 khi mỗi lạng giá 7.000. Còn bây giờ vào cuối năm, giá hàng hóa tăng xong, nấm vẫn giữ vững phong độ nửa ký 30.000 khá mềm luôn. Sáng nay mẹ Miss Hạnh wow mua 55.000 gần 1 ký, tách ra một nửa về nấu nước lèo với chả chay và nuôi ăn sáng, còn một nửa làm đồ xào cúng ngoại. Mua riết thành quen, cô chủ nấm sớm nay biết đùa nói 56.000 cô đưa cháu 60.000 vẫn được. Vậy mà trả 55.000 chị đẹp vẫn chịu nhen. Sạp nấm đúng nghĩa buôn thúng bán bưng thương.